Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1937 Hô Tạp bố lỗ ở trong hư không nhanh chóng bay vút, mà hắn càng đến gần mảnh khu vực kia, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ mơ hồ không gian chi lực càng rõ ràng, thậm chí để cho. Hắn thân thể mơ hồ có một loại không hiểu ba động. Hả? Tần Trần hơi hơi kinh ngạc, phải biết. Hôm nay vũ trụ hải trong bình thường bảo vật cũng đã không thể để cho hắn thân thể có bất kỳ phản ứng nào, nhưng này phía trước cái loại này trong chỗ u minh không gian chi lực, có thể để cho hắn thân thể có như vậy một loại phản ứng là bởi vì ta thể nội không giảng chi tâm. Tần Trần cảm giác thân thể mình mơ hồ có chút bừng tỉnh. Năm đó hắn từng đạt được diệt không đại đế không gian chi tâm, mà không gian chi tâm chính là diệt không đại đế cả đời ngưng luyện đại đế bản nguyên, đạt đến đỉnh phong đại đế cực hạn. Diệt không đại đế mặc dù có thể ngưng luyện ra cường đại như vậy không gian chi tâm, Nguyên nhân lớn nhất chính là đã từng đạt được vạn thần chi khư vô không thần thụ ở trên một ít truyền thừa. Cho nên mới có thể ở không gian nhất đạo thượng tẩu như thế xa. Có thể nói, cái này không gian chi tâm, thật là vô không thần thụ ở trên một loại đạo vận kết tinh. Hôm nay không gian chi tâm cũng đã được tần trần dung nhập vào bản thân trong hỗn độn thế giới, một lần nữa tiếp cận nơi đây, tự nhiên sẽ có một ít không hiểu ba động, cùng mảnh thế giới này xuất hiện cộng minh nào đó. Nói như vậy, vô không thần thụ chắc còn ở nơi đây tần trần trong lòng hơi động để tạp bố lỗ gia tốc về phía trước tần trần cái này phía trước có cái gì ta làm sao cảm giác giống như có một loại đặc thù đồ đạc ở chỗ đó lúc này ma lệ không nhịn được cao mày hỏi hả ngươi cũng có thể cảm nhận đến tần trần nghi hoặc nhìn sang có một ít không rõ ràng cảm giác nhưng cũng không rõ ràng chẳng lẽ nơi đó có một loại bảo vật? Ma lệ nghi hoặc. Tần trần chân mày hơi nhíu lại, nếu như ngay cả ma lệ đều có thể cảm nhận đến những bảo vật này, như vậy này vô không thần thụ còn có thể lưu lại sao? Liền tần trần trong lòng nghi ngờ lúc, một tiếng vang ầm ầm, phía trước cũng là chợt bột phát ra một trận hơi thở mãnh liệt ba động. Có người đang tranh đấu. Tần trần thần thức ngay lập tức sẽ quét qua, ma lệ ánh mắt cũng là ngưng tụ đi qua, chỉ thấy phía trước quả nhiên có người đang tranh đấu, chỉ thấy bốn tôn cường đại thân ảnh đang ở nơi đó nhanh chóng kịch đấu. Này bốn tôn thân ảnh mỗi một cái khí tức đều có chút đáng sợ, thậm chí càng tại Thiên Bắc Vương cùng Tây Vũ Đại Thánh trên, hơn nữa nhìn dáng điệu, tự hồ là hai người hướng về phía hai người, như nhau kiềm chế, nhưng lại không phải hoàn toàn thân mật dáng điệu, dường như như nhau trong vẻn vẹn nhưng mà một loại hợp tác. Khi nhìn đến tầng trần đoàn người sau, bốn người này nhanh chóng phân tán ra, thần sắc cảnh giác nhìn tầng trần ba người, trong một người thấy trước mặt tạp bố lỗ cùng trên lưng hắn tần trần cùng ma lệ sau, ánh mắt trong hơi hơi thoáng qua một ít kinh ngạc, mà ba người khác lại là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi này. Mà ở trong trên người một người, tần trần cũng là cảm thụ được một cổ có chút khí tức quen thuộc. Thiên tộc Tần trần Mỹ non, trên thân người này ở trên khí tức, cùng trước đó thiên tộc thiên chủ bạch y nữ tử có chút tiếp cận cùng tương tự, cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu mệnh vận chi lực. Tại nhìn thấy tần trần ba người hàng lâm sau, trong một người hướng về phía hai người khác chấp tay một cái, trầm giọng nói, Ê mộng huynh, tà sát huynh, cự phổ huynh hôm nay chuyện này liền đến đây chấm dứt làm sao? Không gian của thạch là chúng ta bốn người chung nhau phát hiện, trong tuy là ẩn chứa kinh người không gian chi lực, nhưng chúng ta bốn người chẳng hề là thông qua không gian chỉ đạo thành đạo, coi như là lấy được này không gian cổ thạch, bất quá là xuất ra đi giao dịch. Đã như vậy, không bằng đêm này không gian của thạch mang đi ra ngoài, đổi thành ra đủ công hưng hoặc giả bảo vật, chúng ta bốn người nữa chung nhau phân đều làm sao? nếu không nói người kia nói xong mắt nhìn cách đó không xa tầng trần ba người ý kia cũng đã rất rõ ràng nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống rất hiển nhiên tình thế sẽ mở rộng thậm chí sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi hừ có cái gì nếu không em một cái cả người tản ra tại ý khí tức cường giả hừ lạnh một tiếng lạnh lùng mắt nhìn tầng trần ba người coi như là có người ngoài ở đây vậy thì thế nào này không gian của thạch bọn họ còn dám nhúng tay hay sao? không gian của thạch chính là chúng ta ba người trước tiên lấy được căn cứ vạn thần chi khư quy cũ, ai lấy được trước là người đó. bọn họ nếu cảm thấy nhúng tay, chúng ta chính là giết bọn hắn, cũng không có người dám nói cái gì. còn nữa nói, này không gian của thạch có giá trị không nhỏ, đặt ở người nào trong cũng tin không nổi, còn không bằng tại chỗ phân ra thắng bại, giảm bớt sau này phiền toái. giọng nói rơi xuống. Trên người người này vù vù một tiếng có đạo đạo sát ý bao phủ, sát ý kia sắc bén, tự như cùng một thanh lợi nhận, muốn đem hư không đều cắt ra một dạng. Ma lệ nhớ mày, ánh mắt từ từ lạnh xuống. Thật là cùng vọng gia hỏa. Thực sự là muốn ăn đòn A. Hả? Bực này khí tức. Tần trần ngược lại hơi hơi mắt nhìn đối phương trên thân sát khí, sát ý kia nồng nặc, tự hồ có chút quen thuộc, cùng sử ô đại thánh đại đạo chi lực mơ hồ có một loại tiếp cận thiên ngoại thiên. Tần trần thì thào. Há, cư nhiên đoán ra bản tọa lai lịch. Không sai, bản tọa chính là thiên ngoại thiên tà sát, chết tại đó bản tọa trong tay đỉnh phong đại đế, cũng không dưới năm ngón tay. Hừ. Nếu các ngươi cũng đã biết bản tọa đến từ cái gì thế lực, vậy không còn còn không mau nhường nếu không đao kiếm không có mắt, đến lúc đó tổn thương các ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Này tại ý thân ảnh xem thường cười một tiếng, thanh âm khàn khàn chói tai, tiếp tục dẻo cợt nói, để nói sai, tổn thương các ngươi vẫn tính là tốt, thì sợ không cẩn thận giết các ngươi, không những không ai thay các ngươi thu thi, các ngươi phía sau tinh không hoang thú nhất tộc còn tới tìm chúng ta phiền toái. Đang khi nói chuyện, hắn xem thường mắt nhìn tầng trần ba người. Hai người khác nghe, nhưng cũng là bất động thanh sắc, chỉ có lên tiếng trước người, gượng cười, mắt nhìn tạp bố lỗ nói, nghe tạp bố lỗ, nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Tạp bố lỗ ngẩn ra, ngươi biết ta. Ta là hải vương tộc Ba Tát Á, năm đó từng cùng tỷ tỷ ngươi cùng song sáo qua này vạn thần chi khư, sở dĩ biết ngươi hình ảnh, nơi đây không phải ngươi có thể tới địa phương nhanh chóng cùng ngươi hai người bạn này rời đi thôi. Người này lắc đầu nói. Chuyện này. Tạp bố lỗ không nhịn được mắt nhìn tần trần cùng ma lệ, có hai vị đại nhân này tại, hắn khẳng định không thể tự chủ hành động. Có cái gì mất mặt, người khác để cho ngươi cút ngươi thật đúng là nghĩ biến, ngươi có còn hay không triển vọng? Ma lệ thấy thế, sầm mặt lại, không nhịn được nổi giận mắng. Mẹ, này tạp bố lỗ cũng quá sợ điểm đi. Nói xong lời này, ma lê hướng về phía mấy người kia nói, về cái chỗ này chúng ta nhìn chúng cũng không phải làm khó các ngươi, bốn người các ngươi mang theo các ngươi cái gì không? Giang cổ thạch cút nhanh lên đi, đừng lưu tại đây vướng bận. Nghe nói như thế, ở đây mấy người vẽ mặt đều là âm trầm xuống, không nhận được đưa mắt rơi vào ma lệ trên thân người này lấy ở đâu quá cùng vọng chút biết mấy người bọn hắn là ai chăng cũng dám như thế nói chuyện với bọn họ các hạ lời này của ngươi cũng quá khó nghe chút đi cái gì nơi này ngươi xem trong ngươi xem trong liền muốn chiếm lấy sao khi thiên tộc cường giả hừ lạnh một tiếng ánh mắt có lãnh mang nở rộ mộng huynh cùng bọn họ lời thừa cái gì tại đây vạn thần chi khư hành tẩu còn không biết thu lại nếu phải muốn tìm chết vậy thành toàn cho bọn họ thiên ngoại thiên tà sát nghe vậy thừa lạnh một tiếng trực tiếp đưa ra đại thủ hướng ma lệ nắm tới hung hăng bóp vỡ xuống thiên ngoại thiên tà sát thấy mình đều nói như vậy có thể ma lệ lại còn là không rời đi ngược lại nói còn lớn lối như thế tức giận trong vẻ mặt âm trầm xuống không nói hai lời đại thủ liền hướng ma lệ áp xuống trong miệng còn lạnh lùng nói hiện tại ngươi coi như là muốn đi cũng muộn một tiếng vang ầm ầm cái kia đại thủ xuất hiện nháy mắt, thiên địa trong bỗng nhiên hiện lên một cái nguy nga thiên địa cực lớn thủ trưởng, toàn bộ thủ trưởng trên dũng động cuồng cuộn sát ý chi khí, những này sát ý chi khí như biến ảo thành thực chất một dạng, tạo thành nhất đạo đáng sợ lồng giam trong nháy mắt trói buộc hướng ma lệ. Thậm chí đáng sợ khí cơ, càng đem một bên tầng trần cùng tạp bố lỗ cũng đều trói buộc bên trong. Ken kết kết. Tại đây đáng sợ sát ý quy tắc trói buộc dưới, toàn bộ hư không đều truyền ra kịch liệt tiếng ken kết, tựa như muốn băng diệt một dạng. Xem như thiên ngoại thiên uy tín lâu năm đỉnh cấp sát thủ, tà sát đại thánh thực lực tự nhiên không giống bình thường, có kiêu ngạo tiền vốn. Này thiên ngoại thiên, xác định vẫn còn có chút thực lực. Thế này tà sát xuất thủ, nơi xa, tầng trần khẽ gật đầu, thiên ngoại thiên tùy ý một cái đỉnh cấp sát thủ đã là như thế bất phàm. Trước mặt này tà sát so với trước đó sự ô đại thánh căn bản chắc chắn mạnh hơn, cũng khó trách sẽ như thế kiêu ngạo. Tại tần trần phán xét thời gian, này tà sát đại thủ cũng đã đem tầng trần ba người vô bắt bên trong một cổ đáng sợ trói buộc chi lực rầm rầm hàng lâm vù vù khắp nơi thiên địa trực tiếp rung động như nấu sôi nước sôi thấy thế nơi xa mấy người khác ánh mắt đều là lạnh lùng nhìn trước đó bọn họ cũng cùng tà sát giao thủ như vậy lâu tự nhiên biết rõ tà sát thực lực ba tác á liền biến sắc nói kề tà sát hạ thủ lưu tình trước đó bọn họ không phải kiêu ngạo rất sao Bây giờ muốn để bản tọa lưu tình, muộn. Tà sát hừ lạnh một tiếng, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trói buộc tại ma lệ ba người trên thân. Ha. Có thể để cho Tà sát đám người không ngờ, được hắn đại thủ ngưng tụ đáng sợ lồng giam bao phủ, trước mặt ba người kia dĩ nhiên một điểm thụ thương dấu hiệu cũng không có, ngược lại là yên lặng đứng ở đó một bên, tựa như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng đồng gian. Cái gì tình huống? Tà sát biến sắc, hắn mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại có ý tứ. chẳng lẽ trước mặt này tạp bố lỗ ba người đều là cao thủ hay sao? toàn bộ tinh không hoang thú nhất tộc trong thế hệ trẻ. trừ này tạp bố lỗ tỷ tỷ thanh danh tại ngoại bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ đủ dẫn tới bọn họ chú trọng cường giả khác. nhưng trước mắt này ba người, thừ khó trách lớn lối như thế. nguyên lai là có bản lĩnh, rất tốt. vậy liền để cho các ngươi biết một chút, bản tọa thực lực chân chính, vạn sát tà ảnh, ngưng. xôn xao hư không vô tận trong từng đạo đáng sợ sát ý hách ảnh hiện lên những này sát ý hách ảnh nhanh chóng phi nhanh quán trú hướng ma lệ điên cuồng phi nhanh đi Mẹ, còn tới ma lệ vội và nhìn về phía tần trần hắn tự nhiên là rất muốn ra tay có thể tần trần không có mở miệng làm sao dám có cái gì mất mặt ma lệ ngươi còn đang chờ cái gì chẳng lẽ chờ ta động thủ sao tần trần thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng Nghe được Tần Trần lời này, ma lệ ánh mắt nháy mắt sáng lên, hắn cười lạnh một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, nhất đạo đáng sợ ma khí trong nháy mắt phóng lên cao, một tiếng vang ầm ầm, những thứ kia rất nhiều sát ý hắc ảnh còn không có oanh tiếp đến ma lệ trên thân, liền bỗng nhiên sụp đổ hết sạch, tại ma lệ khí thế dưới nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, những khí thế này cũng đã quét sạch phi nhanh hướng tà sát. Tà sát mặt lộ vẻ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được cả người đều bị trói lại, di động cũng biến thành cực khó khăn thân thể như là được cứng đờ một dạng đây là cái gì quy tắc khí thế tà sát kinh hải điên cuồng hét lên một tiếng lập tức vận chuyển toàn thân đại đạo quy tắc muốn tránh thoát ma lệ trói buộc chỉ bằng ngươi điểm này vớ va vớ vẫn thực lực cũng muốn tránh thoát bản để trói buộc ma lệ cười nhạo một tiếng căn bản không chờ tà sát tránh thoát hắn trói buộc bỗng nhiên một chỉ điểm ra phốc một tiếng nhất đạo đen kịch lưu quan thoáng qua tà sát thân xác nháy mắt bị xuyên thủng ra tiên huyết bắn tung tóe ra, đại đạo quy tắc trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, ma lệ đại thủ đưa ra, một tiếng vang ầm ầm, một cổ đáng sợ hấp lực đánh tới, đem tà sát thân xác nháy mắt vô bắt tới trong tay, ma lệ tay phải phốc một tiếng xâm nhập vào này tà sát trong lồng ngực, cứng rắn móc ra một viên đại đế chi tâm, sau đó một quyền đem tà sát thân xác nháy mắt quanh bạo ra. Không. Tà sát phát ra nhất đạo hoảng sợ gào thét, quanh một tiếng, hắn thân xác tại chỗ nổ lên, rất nhiều đại đạo quy tắc nhanh chóng được ma lệ nhập trong cơ thể, ngay sau đó nhất đạo hoảng sợ thần hồn chi lực theo nổ lên thân xác trong phóng lên cao, nhưng bị ma lệ chợt về bắt tại, nháy mắt niết thành phấn vụn. Làm xong đây hết thảy sau, thuận tay liền đem này tà sát đại đế chi tâm hướng tần trần ném một cái. Tần trần tiếp nhận đại đế chi tâm, nhớ mày, ệ ma lệ, ngươi đây là làm cái gì? Ma lệ ngẩn ra, ở ngươi không phải rất ưa thích thu thập đại đế chi tâm sao? Ngươi đây là từ đâu nghe tới?" Tần Trần mặt sạm lại. "Ban đầu ở Nam Nguyên thành, ngươi không phải?" Nói đến đây, Ma Lệ vội vàng ngậm miệng, dù sao bọn họ lai lịch càng ít người biết càng tốt. Mà lúc này, một bên thiên tộc mấy người cũng đã nhìn ngốc. Một chiêu, chỉ có một chiêu tà sát liền bị Ma Lệ tiêu diệt, coi như là tà sát khinh địch nữa, nhưng cũng là một cái đỉnh phong đại đế cường giả, mấy người khác nụ cười trên mặt lúc này nháy mắt ngưng kết vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng khó xem ánh mắt trong ngạc nhiên càng làm cho bọn họ một câu nói đều không nói được khi thiên tộc cường giả cùng cự phổ đại thánh còn có ba tác á ba người ngay lập tức sẽ hiểu ma lệ tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả thậm chí có thể là một cái nửa bước thần đế cường giả bởi vì coi như cường thịnh trở lại đỉnh phong đại đế tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền kích sát tà sát dù sao tà sát chính là thiên ngoại thiên đỉnh cấp sát thủ như thế nói đến người trước mắt này vô cùng có khả năng ẩn giấu tu vi tà sát chết chết tại đó hắn khinh địch cùng mắt mù trên. Giờ khắc này, trong mấy người tim đều là không nhịn được sợ hãi lên, lấy đối phương trước đó chém giết tà sát uy thế cùng thủ đoạn, mấy người tự xưng là coi như là bản thân cũng không nhất định là đối phương đối thủ, như vậy một cái lợi hại cường giả, tại hiện tại dưới loại tình huống này, mọi người căn bản cũng không nghĩ, cũng không dám cùng với là địch. Nghĩ vậy, khi thiên tộc cường giả ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, hắn ngựa ngùng cười một chút, sau đó nói xin lỗi, gây bằng hữu tốt thực lực, tại hạ mộng thiên huy, tiên tộc thánh tử, trước đó nhìn lầm, thật sự là xin lỗi, tà sát không chết quan. Trước hắn tuy là liên thủ với tà sát, nhưng song phương nhưng mà vì lợi ích mà thôi, cũng không có quá nhiều giao tình, với lại hiện dưới tình huống như vậy, coi như là có giao tình, hắn cũng không dám thay tà sát xuất đầu, thậm chí gấp rút liền đem chính mình bối cảnh dời ra ngoài, rất sợ chọc giận đối phương. Mộng Thiên Huy Nghe được cái tên này, Tần Trần cũng là thì thào lên tiếng. Hắn dường như nhỡ kỹ, trước đây nam vũ trụ hải thi quốc quốc chủ, mặc dù có thể tại ung quốc nhóm thế lực trong kẻ hở sinh tồn, cũng là bởi vì phía sau có thiên tộc một cái thánh tử cái bóng, tự hồ chính là này mộng thiên huy. Các hạ biết bản thánh tử. Mộng thiên huy nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Chỉ cần đối phương nghe nói qua bản thân danh tiếng là được, lấy hắn thiên tộc tại vũ trụ hải trong vị trí, cho dù một ít đỉnh cấp thế lực, cũng muốn bán hắn thiên tộc một bộ mặt, ít nhất hắn an nguy sẽ không có bất cứ vấn đề gì ngươi cũng xứng được hắn biết. Mộng Thiên Huy mới vừa nói hết lời, ma lệ chính là lạnh lùng lời nói, mắt lộ ra xem thường. Mộng Thiên Huy vẻ mặt tức khắc trầm xuống, trong lòng tức giận không thôi, bản thân thế nhưng thiên tộc thánh tử, lại bị như vậy coi nhẹ, nhưng nghĩ tới ma lệ trước đó trong khoảnh khắc chém giết tà sát thủ đoạn, hắn chỉ có thể là sắc mặt tái xanh, một câu nói đều không nói. Tuy là tà sát được dễ dàng như vậy kích sát có thể là bởi vì khinh địch, thế nhưng lúc trước ma lệ xuất thủ kia kinh khủng uy thế, mộng thiên huy phỏng chừng coi như là bản thân cũng không nhất định là ma lệ đối thủ nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu sinh thối ý, lúc này chấp tay nói, nghe nếu nơi này mấy vị muốn tại mộng mổ cùng trước hết cáo từ nói xong, hắn chuyển thân liền chuẩn bị rời đi mà một bên cự phổ đại thánh cũng chấp tay một cái lúc này thì muốn rời khỏi ma lệ khủng bố thân thủ để cho hắn khoảng khắc cũng không muốn lưu lại ma lệ lại từ tốn nói hai vị thật đúng là hảo tự do a. À, thực sự là muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi." Ma Lệ nói xong lời này, thu hồi tà sát không gian chí bảo, sau đó biểu tình bình tĩnh nhìn hai người, tự hồ chỉ muốn hai người có bất kỳ cử động nào, hắn sẽ động thủ. Mộng Thiên Huy sắc mặt hai người tức khắc thay đổi, vì là bọn họ biết mình rất có thể không phải Ma Lệ đối thủ, thế nhưng này Ma Lệ nói nhưng có chút quá khi dễ người. Bọn họ tốt xấu đều là đỉnh phong đại đế cấp cường giả, Vũ trụ Hải trong tiếng tâm lừng lẫy nhân vật thậm chí ngay cả muốn rời đi nơi này đều bị hạn chế, điều này thật sự là quá phận một điểm. Càng tức người còn chưa phải là ma lệ nói, mà là cái kia bình tĩnh thêm xem thường ánh mắt, nhìn ba người bọn họ giống như nhìn một con dung dế một dạng bọn họ thời điểm nào gặp phải như vậy sỉ nhục. Ở một bên ba tác á cũng là theo trước đó trong kinh hải kịp phản ứng hắn khó có thể tin nhìn tạp bố lỗ nói, kể tạp bố lỗ, hai vị này là ngươi bằng hữu. Ma lệ trước đó bày ra thủ đoạn, coi như là hắn cũng cực kinh hải, năm đó hắn và tạp bố lỗ tỷ tỷ đám người cùng xông xáo qua vạn thần chi khư bí cảnh mà tạp bố lỗ tỷ tỷ nghe nói đã là tinh thú nhất tộc cường đại nhất thiên kiêu nhưng trước mắt này tạp bố lỗ hai vị bằng hữu lại đáng sợ đến liền thiên tộc mộng thiên huy ở trước mặt hắn muốn đi cũng không dám cái này đã không thể dùng đỉnh phong đại đế để hình dung nghe được ba tác á nói tạp bố lỗ cũng là chợt dọa cho giật mình để các hạ có thể không nên nói lung tung hai vị này cũng không là bằng hữu ta không phải bằng hữu ngươi ba tác án ra đúng hai người bọn họ là ta đại nhân ta tạp bố lỗ có tài đức gì có thể cùng hai vị đại nhân này trở thành bạn người nói có thể muôn ngàn lần không thể nói lung tung tạp bố lỗ sợ đến phía sau toát ra mồ hôi lạnh hai vị này thế nhưng có thể cùng thần đế đối kháng tồn tại hắn cái gì thân phận dám cùng bọn họ làm bạn chớ chọc đến hai vị đại nhân tức giận một trưởng đem hắn đập chết vậy hắn cũng quá oan mà một bên Mộng Thiên Huy nhưng căn bản không có lo lắng tạp bố lỗ nói, vẻ mặt u ám không thôi, hướng về phía ma lệ lạnh lùng nói, "Để các hạ lời này ý gì, chẳng lẽ còn mạnh hơn lưu lại mộng mổ hay sao?" "Ta Mộng Thiên Huy đừng nói là thiên tộc thánh tử, tương lai thiên tộc người thừa kế, coi như nhưng mà thiên tộc một cái bình thường tộc nhân, cũng sẽ không chịu các hạ uy hiếp như vậy." Mộng Thiên Huy nói xong lời này, trên thân khí thế hoàn toàn bột phát ra, không gian xung quanh tại hắn khí thế trong thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến một ít sóng gợn một loại minh minh vận mệnh chi đạo ở trong thiên địa kích động ma lê cười lạnh một tiếng mộng thiên huy khí thế tuy là kinh người nhưng sao động đi ra lực lượng lại kém quá xa còn thiên tộc người thừa kế đây chẳng qua là cho trên mặt mình thiếp vàng để cho ngoại nhân kiên kỵ mà thôi khó mà nói nghe điểm chính là chỉ có biểu hiện cọc giấy mà thôi biết qua tầng trần trước đó trên thân mệnh vận khí tức sau thấy mộng thiên huy trên thân mệnh vận khí tức, ma lệ quả thực muốn cười. Ngươi nói đúng, bản đệ chính là muốn lưu lại ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ma lệ căn bản cũng không có một câu lời thừa, hắn cũng lười cùng mộng thiên huy lời thừa, một cái nho nhỏ đỉnh phong đại đế mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn giả bộ. Tại tầng trần trước đó để mình động thủ một khắc kia trở đi, ma lệ cũng đã hiểu tầng trần thái độ. Ngươi! Mộng thiên huy tức vẻ mặt đỏ chói, hắn mới vừa nói lời kia, cộng thêm một phát. Ra mệnh vận đại đạo lực, chính là muốn cho ma lệ biết mình cũng không phải là một quả hồng mềm, để ma lệ đối với hắn thân phận có chút kiên kỵ. Dù sao thiên tộc tại vũ trụ hải vẫn là rất có uy danh, thiên tộc thiên chủ nắm giữ vận mệnh chỉ đạo bất kỳ người nào can đảm dám đối với hắn thiên tộc tộc nhân động thủ, đều có thể được thiên chủ suy tính đến. Đối phương chỉ cần đối thiên tộc hơi chút có một chút kiên kỵ, hắn cũng liền xuống thang. Đi. Thế nhưng để mộng thiên huy thật không ngờ là, ma lệ dĩ nhiên một chút cũng không có bị hắn thiên tộc thân phận và khí thế ảnh hưởng đến, thậm chí nói cũng không có nửa phần khách khí, khiến hắn làm sao có thể nhịn chịu. Ngươi! Mộng thiên huy không nói chuyện nữa, tiếng hét phẫn nộ trong khoát tay, một tiếng vang ầm ầm, nhất đạo đáng sợ bạch quan tại quanh thân hắn xoay quanh một vòng, sau đó nhanh chóng rơi vào trước người hắn. Đây là một căn vận mệnh luân bàn, ở đó luân bàn trên, có từng đạo vận mệnh đạo văn, Vật này chính là thiên chủ ban tặng hắn chí bảo, mặc dù không là thần đế cấp bảo vật, nhưng ở đại đế trong tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Này vận mệnh luân bàn vừa được tế xuất đến, liền mộng thiên huy bên cạnh mang theo từng đạo vận mệnh tàn ảnh, những thứ kia tàn ảnh một vòng hợp với một vòng, trong có thể đi thấy rất nhiều mệnh vận chi lực tại chìm nổi, chấp trưởng vô số người sinh tử. Cho dù căn bản không có xuất thủ công kích, cái loại này mệnh vận chi lực sao động ra lực lượng đáng sợ, để một bên tạp bố lỗ cảm giác mình như là mệnh vận trường hà trong một cái cá nhỏ, tại vận mệnh trong chìm nổi, cũng bị mang theo quét sạch trong, thân bất do kỷ một dạng. Một bên ba tác á cùng cự phổ đại thánh nhìn trước mắt vận mệnh luân bàn cũng là âm thầm khiếp đảm, tại đây vận mệnh luân bàn trước mặt, bọn họ đều là có một loại thần hồn được dẫn dắt cảm giác, không khỏi thầm kinh hãi, không nghĩ tới trước đó mộng thiên huy lại vẫn không có thi triển ra toàn lực đến. Mộng thiên huy tế xuất vận mệnh mình luân bàn sau cũng không có chủ động xuất thủ, nhưng mà lạnh lùng nhìn ma lệ, trầm giọng nói, ở đây là ta thiên tộc vận mệnh luân bàn, chính là ta tộc thiên chủ tế luyện, có nửa bước thần đế cấp lực lượng, đồng thời vật này một khi gửi ra, ta tộc thiên chủ đều có thể cảm nhận được, các hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mộng thiên huy nhưng mà lạnh lùng nhìn ma lệ, nhưng không có trực tiếp động thủ, ý kia cũng đã rất rõ ràng, hiển nhiên chỉ là muốn để ma lệ kiên kỵ, đồng thời biểu thị muốn động thủ ta cũng không phải như vậy dễ đối phó. Nửa bước thần đế cấp lực lượng thực sự là thật là dọa người a. À. Ma lệ cười nhạo một tiếng, hắn hiện tại ánh mắt cũng không phải là trước đây, hắn liền Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ cũng giao phong qua, chính là một cái đỉnh phong đại đế hắn quả thực căn bản không để vào mắt, đừng nói đối phương nhưng mà có nửa bước thần đế thực lực, coi như là thần đế thì như thế nào. Hắn cũng là hồn nhiên không sợ. Vốn đang chỉ là muốn để cho các ngươi giao ra cái gì không gian cổ thạch là được, không nghĩ tới trên người ngươi còn có như thế một cái bảo vật, không sai. Bảo vật này bản để nhìn trúng. Ma Lệ giọng nói rơi xuống, căn bản không chờ Mộng Thiên Huy nói, đại thủ chính là hướng trước mặt hắn vận mệnh luân bàn hung hăng về bắt đi qua. Mộng Thiên Huy thật không ngờ Ma Lệ dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không để ý tới hắn thiên tộc thân phận, lúc này căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, vận mệnh luân bàn cũng đã toàn lực tế xuất. Trong khoảnh khắc rất nhiều mệnh vận chi lực giống như một phim trường xong một dạng nháy mắt hội tụ vào một chỗ, rồi sau đó chợt tăng phòng lên đến tự như cùng một mảnh mênh mông vận mệnh thi mạc, muốn đem ma lê công kích cho ngăn cản ra. Một loại cực điểm vận mệnh cuồn cuộn lúc có lúc không cảm giác truyền đến, ở đó khủng bố mệnh vận khí tức dưới, ma lê giống như thấy vận mệnh cuồn cuộn, vận mệnh vô tận, vận mệnh sâu không lường được. Đã từng cùng minh Tàng đại đế nhóm cường giả giao phong qua ma lệ trong nháy mắt liền biết, giờ phút này mộng thiên huy thi triển ra vận mệnh luân bàn, xác định cũng đã có nửa bước thần đế cấp lực lượng. Nhưng hắn lại không hề sợ hãi, thậm chí hư lạnh một tiếng mặt cho kia kinh khủng mệnh vận trường hà lực bọc lại bản thân, cả người lại là trốn đều không trốn. Được. Mộng Thiên Huy thấy thế đại hỷ không thôi, hắn sợ nhất chính là Ma Lê sẽ giống như trước đó đối phó tà sát đồng dạng, trực tiếp ra tay với hắn, vậy hắn muốn ngăn cản đều không trụ được, nhưng bây giờ Ma Lệ dĩ nhiên đối mặt vận mệnh luân bàn công kích trốn đều không trốn, bất cẩn như vậy dưới, một khi bị vận mệnh mình luân bàn cho quét sạch trong coi như là cường thịnh trở lại đại đế, cũng sẽ trở thành vận mệnh nô lệ, triệt để không có trong hắn trước tiên liền điên cuồng thôi động vận mệnh luân bàn, muốn đem ma lệ vận mệnh cho triệt để trưởng khống. Quanh một tiếng, cuồng cuộn mệnh vận chi lực hung hăng trùng tích tại ma lệ trên thân, sau một khắc, mộng thiên huy con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Tại hắn vận mệnh luân bàn thi triển ra mệnh vận trường hà dưới sự xung kích, ma lệ thân hình tựu như cùng sóng lớn trong đá ngầm, lại là không chút sức mẻ, giống như vận mạng hắn siêu thoát tại trường hà ở ngoài, căn bản không chịu trường hà lực lượng rung động. Làm sao khả năng? Mộng Thiên Huy kinh sợ lên tiếng, coi như là một cái nửa bước thần đế cấp cường giả, cũng không khả năng nói tại hắn vận mệnh luân bàn dưới, có thể làm được bình yên vô sự. Mà giờ khắc này hắn cũng đã không kịp suy nghĩ quá nhiều, ma lệ thân hình tại mệnh vận trường hà trong sừng sững bất động, nhưng mà hừ lạnh một tiếng, khóe miệng vẽ lên trào phúng, khí thế lần thứ hai bạo phát, chân nguyên dũng động dưới, đại thủ xuyên thấu vô tận mệnh vận trường hà, trong nháy mắt liền đem vận mệnh luân bàn cho nắm trong tay. Không được Mộng Thiên Huy cảm giác được vận mệnh mình luân bàn lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, toàn bộ vận mệnh luân bàn căn bản không chịu bản thân khống chế, lại là được trước mặt ma lệ trực tiếp lôi kéo qua đi, sắc mặt hắn lập tức chính là đại biến. Vốn có vận mệnh luân bàn dưới tình huống hắn đều như vậy bị áp chế, nếu như mất đi vận mệnh luân bàn vậy còn đến. Mộng Thiên Huy thậm chí cũng không có đi nghỉ, cũng đã bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, cố gắng đi lại lần nữa trưởng khống vận mệnh luân bàn. Cư nhiên còn muốn phản kháng bản đế là quá cho ngươi mặt mũi sao ma lệ thấy mộng thiên huy lại vẫn cố gắng phản kháng tay kia trực tiếp luân khởi một chưởng hung hăng liền vung mộng thiên huy trên mặt đùng một tiếng mộng thiên huy được nháy mắt quất bay đi ra ngoài nửa gương mặt nháy mắt bị đánh nát vụn video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha